Robusta và Arabica khác nhau như thế nào? Mình sẽ nói về hạt cà phê Robusta trước. Nhìn bề mặt hạt cà phê Robusta thì có hình bầu dục, các cạnh thì bo tròn, thân thì đầy đặn. Rãnh ở dưới của hạt cà phê thông thường là một đường thẳng. Vị đặc trưng của Robusta là đắng mạnh và có hậu ngọt. Các nhà rang thường rang Robusta ở mức độ đậm nhằm giảm vị chua và tăng vị đắng, phù hợp với cà phê phin sữa đá và đen đá. Còn đây là hạt Cooly hay còn gọi là Cooly Robusta, hình dáng tròn trịa và đầy đặn do cấu tạo là một trái cà phê chỉ có một hạt nhân. Vì vậy độ đắng và lượng caffeine đều cao hơn Robusta. Còn đây là hạt cà phê Arabica khi chưa rang. Arabica có hình dáng thon dài, thân mảnh, cảnh sắc và màu xanh ngọc. Rãnh ở giữa hạt gần giống với hình chữ S. Đặc trưng nhất của hạt cà phê Arabica đó chính là vị chua thanh, hậu ngọt và hương thơm vô cùng phong phú. Phong phú hơn rất nhiều so với hạt Robusta và Cooly. Vì vậy, các nhà rang hay sử dụng hạt Arabica rang nhạt để sử dụng cho cà phê latte, cà phê cold brew. Ngoài ra thì các loại cà phê này còn được phối trộn với nhau để tạo ra một vị cà phê